Ok và xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Như anh em đã biết thì Corsair Harpoon là một trong những con chuột chơi game cực kỳ thành công của Corsair ngay từ cái thời điểm mà nó ra mắt. Sự thành công của nó đến khá là đơn giản thôi, bởi vì nó có một mức giá rẻ so với hiệu năng cũng như là thương hiệu mà nó mang lại. Và tính đến thời điểm hiện tại thì trong năm 2019 thì Corsair Harpoon vẫn là một trong những sự lựa chọn và nó lọt vào top 5 những con chuột chơi game đáng mua nhất trong phân khúc và mức giá dưới 500.000 đồng. Và trong năm nay thì Corsair tiếp tục tung ra cái phiên bản kế nhiệm của con Corsair Harpoon mang tên đó chính là Corsair Harpoon RGB Wireless. Và khi mà chúng ta tham khảo về mức giá thôi thì đây đã là sự nâng cấp so với bản thế hệ cũ rồi. Mức giá của nó theo mình tham khảo được tại website của Anphat thì nó đang có mức giá rơi vào khoảng đó chính là 1.300.000 đồng. Và cùng xem thì ở trong phiên bản thế hệ mới này thì Corsair họ đã nâng cấp cũng như trang bị những cái tính năng gì ở trong chú chuột này mà nó lại có mức giá cao đến như vậy, và liệu rằng chúng ta có nên nâng cấp từ phiên bản Harpoon thế hệ cũ lên phiên bản Harpoon Wireless thế hệ mới này hay không thì mình sẽ cùng với các bạn tìm hiểu cũng như làm rõ trong video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì intro nào. Để nói về cái sự khác biệt giữa hai phiên bản này thì gần như là không có, hay nói đúng hơn, sự khác biệt ở đây rất là ít. Cái điểm thay đổi đầu tiên thì đúng như cái tên gọi, nó sẽ là một trong những con chuột không dây thay vì có dây như con Harpoon thế đầu tiên. Thế nhưng các bạn vẫn sẽ được tặng thêm một cái sợi dây với một đầu là micro USB và một đầu là USB-A để sạc pin kiêm phần dây kết nối khi mà em chuột của chúng ta hết pin. Nhân tiện để nói về phần dây kết nối thì nó sẽ được bọc bằng vải dù thay vì chất liệu cao su như phiên bản trước kia, kiểu như nó sẽ trâu chó cũng như nó sẽ bền hơn rất là nhiều so với phiên bản thế hệ cũ. Trọng lượng của chuột giờ đây cũng đã được nâng lên thành 99g thay vì 85g như phiên bản trước kia. Cái sự thay đổi thứ hai ở trên phiên bản này đó chính là cái phím DPI của nó. Thay vì một phím xiên đèn density như trước kia thì giờ đây nó sẽ có thêm một cái phần LED với 5 màu sắc khác nhau. Ví dụ như màu đỏ đây thì nó sẽ là mức DPI thấp nhất, và cái màu trắng thì nó sẽ cao hơn cái mức DPI so với màu đỏ kia. Cứ như thế nó sẽ tăng lên, và các bạn hoàn toàn có thể chỉnh được cái mức độ DPI của các màu sắc này ở trên cái phần mềm IQ tải về từ trang chủ của Corsair. Và cái sự thay đổi cuối cùng cũng đến từ ngay cái tên wireless của chính nó. Chính vì thế mà phần mặt đáy thì chúng ta sẽ có thêm một cái khay đựng USB receiver wireless, và ngoài ra thì các bạn sẽ có thêm một cái cần gạt công tắc với 3 chế độ, đó chính là Bluetooth, Earth cũng như là wireless. Đó là những gì mình muốn mang tới cho các bạn về cái sự khác biệt của con Harpoon wireless với con Harpoon thế đầu tiên. Và vừa rồi là mình đã nói lên những cái sự nâng cấp về cái mặt thiết kế ở trên con Harpoon thế hệ cũ so với con Harpoon RGB Wireless thế hệ mới. Và theo mình thấy thì đối với những sự nâng cấp về mặt thiết kế đó, nó chưa thể nào nói lên được cái việc mà Corsair nâng cái mức giá của nó lên đến tận đó chính là 1.300.000 đồng đến như thế. Và ngay bây giờ thì mình sẽ nêu lên những cái điểm mà Corsair họ đã nhấn mạnh về cái sự nâng cấp ở bên trong, đó chính là sự nâng cấp về mặt phần cứng của con Harpoon RGB Wireless này. Thay vì việc sử dụng mắt đọc PIXALZ 3320 thế hệ cũ thì con Harpoon RGB Wireless đã được nâng cấp lên mắt đọc PIXALZ thế hệ mới mang mã hiệu đó chính là 3325. Đồng thời thì cái mức DPI của nó cũng đã được tăng lên đó chính là 10.000 DPI so với 6.000 DPI như phiên bản trước kia. Còn đối với Switch thì vẫn là Switch Omron, nhưng cái tuổi thọ lần nhấn đã được tăng lên, bây giờ đã là 50 triệu lần nhấn rồi. Và cái điểm đáng chú ý nhất tạo nên cái mức giá của nó đó chính là đây là một con chuột wireless. Vậy nên trong quá trình hơn một tháng mình sử dụng, khi mà mình tháo cái USB receiver này ra để mình cắm vào máy tính cây của công ty mình sử dụng một cách nó rất là ngon lành, và nó cho một cái tốc độ phản hồi cực kỳ là nhanh, gần như là nhanh nhất thế giới trong thời điểm hiện tại, khi mà tốc độ phản hồi của nó chỉ là 0.5 mili giây mà thôi. Rồi đến đêm mình về nhà, mình kết nối nó qua cái phương thức đó chính là Bluetooth với lại laptop của mình, cũng sử dụng nó một cách rất là nhanh chóng cũng như là một cách rất là ngon lành. Vậy nên thì nó cho chúng ta một cái độ tiện lợi cũng như là một cái độ tương thích rất là cao, khi mà các bạn không cần phải mua từ 2 cho tới 3 con chuột sử dụng ở trên công ty rồi sử dụng ở nhà nữa. Một trong những điều mà mình tin các bạn đã quan tâm từ đầu video cho tới bây giờ đó chính là cái khả năng chơi game ở trên con chuột này. Thì mình cũng có chia sẻ luôn đó chính là mình có chơi thử qua hai thể loại game thuộc hai trường phái khác nhau, đó chính là MOBA và FPS. Đối với MOBA thì mình có chơi thử qua Dota 2, một trong những tựa game nó đòi hỏi cái cường độ di chuột cũng như dê chuột không quá cao. Và nhìn chung thì con Harpoon RGB Wireless này nó vẫn có thể đáp ứng cho mình một cách rất là tốt trong quá trình mà mình chơi Dota 2. Tuy nhiên khi mà mình chuyển qua những thể loại game FPS và mình có chơi thử đó chính là PUBG. Với một người chơi PUBG không quá giỏi như mình, nhưng mà mình vẫn cảm nhận được ở trong một số những cái pha khi mà mình di chuột thì nó vẫn cho một cái tốc độ trễ nhất định. Và nếu để sử dụng với những cái tác vụ cơ bản cũng như là những người bình thường, kể cả chơi PUBG, thì mình nghĩ con chuột này nó vẫn có thể đáp ứng tốt cho các bạn trong quá trình mà chúng ta chơi những thể loại game FPS. Nhưng mà
nếu như các bạn là một trong những game thủ gọi là chuyên nghiệp hay là những game thủ hardcore với những thể loại game FPS thì mình nghĩ con chuột Harpoon RGB Wireless này nó sẽ không thể nào đáp ứng tốt cho các bạn bằng những con chuột có dây một cách thông thường. Còn về thời lượng pin thì mình thực sự rất là ấn tượng khi mà nói cho mình cái thời gian sử dụng từ 2 cho tới 3 ngày rất là thoải mái mà không lo hết pin. Đấy là mỗi ngày mình sử dụng từ 8 cho tới 9 tiếng ở trên công ty rồi về nhà sử dụng từ 1 cho tới 2 tiếng nữa. Và khi mà chuột của chúng ta đã hết pin rồi, các bạn chỉ việc lấy cái phần dây kết nối cắm vào cái cổng micro USB này là các bạn lại có thể sử dụng nó với một con chuột với tư cách là một con chuột có dây. Và khi mà các bạn cắm vào đó để khoảng từ 15 cho tới 20 phút là pin của con chuột này nó lại đầy. Các bạn chỉ việc rút ra sử dụng 2 cho tới 3 ngày nữa. Thực sự từ trước đến bây giờ thì mình chưa thấy một con chuột nào mà nó có một cái thời gian pin nó trâu đến như con Harpoon RGB Wireless như thế này. Và cuối cùng để tổng kết lại về con Corsair Harpoon RGB Wireless này, theo cá nhân mình nhận thấy thì nếu như anh em đang sử dụng phiên bản cũ thì các bạn hoàn toàn nên nâng cấp lên phiên bản thế hệ mới này, bởi vì bên trong nó là một trong rất rất nhiều những cái sự nâng cấp so với thế hệ cũ. Chúng ta sẽ có một cái switch có tuổi thọ cao hơn lên tới tận đó chính là 50 triệu lần nhấn. Rồi về phần mắt đọc thì nó cũng được cải tiến bởi mắt đọc PixArt thế hệ mới, nó cho cái độ chính xác cao hơn, rồi cái DPI của nó cũng nhỉnh hơn so với phiên bản thế hệ cũ. Và đặc biệt đó chính là đây là một trong những con chuột wireless kiêm Bluetooth, nó cho một cái độ tương thích cao hơn rất rất nhiều so với những con chuột có dây thông thường. Và cuối cùng là một trong những cái điểm mà mình không thể không kể đến, đó chính là cái thời lượng pin của nó cực kỳ là trâu, khi mà các bạn có thể sử dụng từ 2 cho tới 3 ngày mà anh em không phải sạc một cách rất là thoải mái. Và nếu như anh em thì anh em có nâng cấp từ phiên bản Harpoon thế hệ cũ lên phiên bản Harpoon thế hệ mới này hay là không thì đừng quên để lại ý kiến comment ngay bên dưới phần bình luận của video. Còn video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn xem video cảm thấy hữu ích đừng quên ấn like, share video này và nhớ ấn vào nút đăng ký để theo dõi các video clip mới nhất của chúng mình tại kênh YouTube An Phát Công Tơ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video kế tiếp.